Và bản thân Nam cũng giống như tất cả của anh chị, ngày xưa khi lớn lên trong một gia đình có bố mẹ và hàng xóm, ai cũng nói với Nam một điều thế này: phải ăn thật nhiều thì mới có sức khỏe. Và điều đó lặp đi lặp lại trong đầu Nam rất là nhiều năm, và Nam cũng tin điều đấy là sự thật. Và Nam cũng nghĩ rằng là muốn khỏe mạnh thì mình phải ăn thật nhiều. Nhưng mà cho đến bây giờ, Nam đã áp dụng những phương pháp chữa lành, những phương pháp thực dưỡng lên cơ thể của Nam, thì Nam thấy là ăn quá nhiều chính là một trong những thói quen cực kỳ xấu. Và nó chính là một trong những cái thói quen sai lầm rất lớn về chế độ ăn. Tại sao vậy? Bởi vì khi chúng ta ăn quá nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của chúng ta. Mỗi một bữa ăn á, thì cái lượng dịch tiêu hóa, men tiêu hóa do chính cơ thể chúng ta tiết ra gồm có dịch mật, axit chlorhydric do dạ dày chúng ta tiết ra, rồi là dịch tiêu hóa, men tiêu hóa do ruột non chúng ta tiết ra, thì nó chỉ có giới hạn thôi các anh chị. Nó chỉ có giới hạn thôi. Nhưng mà chúng ta ăn quá nhiều thì cái nguồn dịch tiêu hóa này càng ngày nó càng cạn kiệt, bởi vì nó tiết ra giới hạn trong một bữa ăn. Và khi chúng ta ăn quá nhiều á, thì cái dịch tiêu hóa nó không đảm bảo á, thì thực phẩm của chúng ta ăn vào nó tiêu hóa nửa vời, chỉ tiêu hóa một phần nhỏ thôi. Thành ra chúng ta cứ quan trọng số lượng, đúng không? Nhưng thực sự cơ thể chúng ta cần chất lượng các chị. Bởi vì chúng ta đã có một cái tư duy sai lầm là ăn cái gì vào thì đường ruột chúng ta cũng tiêu hóa như nhau. Và Nam thấy nhiều người nói một câu nói thế này rất buồn cười các chị này. Đó là cứ cho nó vào đường ruột đi rồi nó sẽ biết cách xử lý. Nhưng sự thật không phải như vậy. Và thực phẩm chúng ta ăn vào nó chỉ tiêu hóa một phần, thì thực phẩm thừa thải đấy nó đều bị thối rữa, bị lên men. Các anh chị ạ, không đủ men tiêu hóa để tiêu hóa thì cái thực phẩm đấy nó sẽ bị thối rữa, giống như kiểu là chúng ta để mỡ rau ở bên ngoài thì 1-2 ngày nó sẽ bị phân hủy, và để miếng thịt ở bên ngoài thì 1-2 ngày nó sẽ bị thối rữa. Nhưng cái sự thối rữa ở trong đường ruột chúng ta nó diễn ra nhanh hơn rất nhiều. Tại sao vậy? Bởi vì trong đường ruột chúng ta nó nóng như mùa hè, nhiệt độ là 37 độ C các anh chị. Thứ hai là nó bí, và trong cái đường ruột chúng ta nó có nhiều cái virus vi khuẩn đó. Và khi mà thực phẩm nó thối rữa, nó lên men thì nó sẽ thay đổi cái nồng độ pH trong đường ruột chúng ta, và đó là điều kiện lý tưởng cho nấm men, ký sinh trùng, các hải khuẩn, virus độc hại nó sẽ tấn công vào cái nguồn thức ăn đấy, và nó sẽ phân hủy tạo thành nhiều chất độc hơn nữa. Đó, và khi đường ruột chúng ta bị ngấm nhiều chất độc như thế này thì nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe đường ruột, ảnh hưởng tới khả năng tiêu hóa và sức khỏe hệ miễn dịch trong cơ thể chúng ta các chị. Và khi cái lượng chất thải này nó nhiều quá, nó cồng kềnh quá, mà cái hệ thống xử lý rác thải trong cơ thể chúng ta chính là đường ruột, chính là đại tràng, nó không thể phục vụ chúng ta được một cách tận tình, không thể đào thải được hết, thì nó sẽ ngấm ngược trở lại, nó sẽ tái hấp thụ các chất thải độc hại này, nấm men, ký sinh trùng, virus vi trùng độc hại này, nó sẽ ngấm vào máu và bạch huyết. Đó, và máu bạch huyết chính là những cái con đường, những cái con đường nó chằng chịt trong cơ thể chúng ta, và nó đưa đến từng tế bào trong cơ thể. Thì khi mà máu và bạch huyết chúng ta nó bị ngấm những cái chất thải độc hại này thì máu của chúng ta sẽ bị đặc, bị bết dính, bị tắc, và nó sẽ gây ra vấn đề huyết áp các anh chị. Nó sẽ gây ra vấn đề tim mạch, và nó sẽ gây ra vấn đề đó là nhiễm độc ở cấp độ tế bào. Và gan của chúng ta thì có cái tác dụng đó là đảm nhận tất cả các chất thải độc hại ở trong máu, và gan nó phải làm việc kiệt quệ, mệt mỏi kinh niên, và rất khó bài tiết các chất độc, thì nó sẽ gây ra cái căn bệnh đó là sỏi gan mật các anh chị. Sỏi gan mật. Tiếp theo là chúng ta bị rối loạn đường ruột. Cái bệnh đường ruột bây giờ thì rất là phổ biến, đúng không? Rất phổ biến cái bệnh đường ruột bây giờ, bởi vì do cái thói quen này nhiều năm liền đó. Mà đường ruột chúng ta rất là cần một loại được gọi là dịch mật để tiêu hóa. Là gan của chúng ta mỗi một ngày nó tiết ra 1 lít đến 1,5 lít dịch mật,
để phục vụ đường tiêu hóa. Và dịch mật nó mang tính kiềm các anh chị, và trong dịch mật nó có nhiều muối mật để nó phục vụ đường tiêu hóa, để nó trung hòa các axit do dạ dày chúng ta tiết ra để tiêu hóa protein. Nếu mà cái lượng dịch mật và dịch tủy tiết ra không đủ thì toàn bộ đường ruột sẽ bị viêm loét bởi cái axit chloridric do dạ dày chúng ta tiết ra để tiêu hóa protein. Tiếp theo, dịch mật chính là một cái loại thuốc nhuận tràng tốt nhất. Chúng ta bị táo bón, chúng ta bị rối loạn đường ruột, chúng ta thường uống men tiêu hóa đúng không? Để giúp cho cái phân của chúng ta lỏng dễ dàng đi cầu đúng không? Nhưng cái dịch mật chính là cái thuốc nhuận tràng tốt nhất trong cơ thể. Nó tưới vào đường ruột để nó làm sạch toàn bộ ruột non, ruột già cho đường ruột của chúng ta. Nhưng mà do cái lá gan chúng ta nó bị yếu kém, suy giảm chức năng, bị sỏi mật, thì thành ra mỗi một bữa ăn nó chỉ tiết ra được khoảng nửa cốc thôi, và mỗi một ngày nó chỉ tiết ra được khoảng nửa lít thôi. Như vậy cái lượng dịch mật tiết ra không đủ, mà cái lượng dịch mật nó xả xuống đường ruột chúng ta nó cũng là cái cơ chế thải độc cho lá gan của chúng ta và thải độc máu nữa. Bởi vì các chất thải từ lá gan, từ máu lọc qua lá gan, nó sẽ tống xuống thông qua cái dịch mật và nó đẩy xuống đường ruột và nó thoát ra ngoài. Đó là điều kỳ diệu của hệ thống đường ruột trong cơ thể chúng ta các anh chị. Vậy thì sau nhiều lần như thế, dịch mật tiết ra không đủ thì chúng ta bị rối loạn chuyển hóa đường ruột, và cái muối mật nó bị cạn kiệt các anh chị. Cái điều tuyệt vời của muối mật đó, là muối mật do cái lá gan chúng ta tiết ra và nó đọng vào cái túi mật, sau đó là phục vụ tiêu hóa đến hết cái ruột non, nó lại tái hấp thụ cái muối mật các anh chị để nó sản xuất lại tiếp theo. Đó là điều tuyệt vời, sự kỳ diệu của cái cơ quan tiêu hóa. Nhưng mà cái thành phần muối mật này nó bị cạn kiệt đó, do cái việc là tái hấp thụ ở ruột non chúng ta kém thì nó sẽ sinh ra cái bệnh sỏi mật cho cơ thể chúng ta đó. Thành ra là nhiều người á bị vấn đề sỏi mật nhưng mà không biết rằng mình bị sỏi mật. Sỏi mật không chỉ là khi mà chúng ta đi chụp mà nó phát hiện được ra đâu các anh chị, mà ngay ở trong lá gan của chúng ta đã có những cái viên sỏi mật rồi, và nó ở dạng bùn, ở dạng keo, dạng đặc quánh đó. Và khi chúng ta chụp á thì những cái sóng cộng hưởng từ đấy nó vẫn xuyên qua được và nó không thể hiện lên trên cái phim chúng ta nhìn thấy đâu. Nhưng mà khi mà chúng ta chờ cho đến lúc á mà chúng ta bị sỏi mật thực sự á, đó, và sỏi nó bị vôi hóa rồi, thì lúc đó cái lá gan của chúng ta nó đang bị suy giảm một cách nghiêm trọng. Đó là lý do mà rất là nhiều người bị vấn đề xơ gan và bị suy gan các chị. Và cái thói quen mà chúng ta ăn quá nhiều á, nó là nguyên nhân chính khiến cho độc tố vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng xâm nhập vào máu và bạch huyết. Nhiều người á là bị ngứa và cảm thấy là bứt rứt ở trong người. Và các anh chỉ có tin rằng là chúng ta bị nhiễm nấm toàn thân không? Là bởi vì cái vi trùng, virus, các axit độc hại và nấm men nó sẽ ngấm vào máu và bạch huyết, nó lưu thông khắp cơ thể. Và khi nó lưu thông khắp cơ thể như thế thì lá gan của chúng ta nó lại làm việc rất là vất vả, và nó sẽ giảm lưu lượng máu thông suốt ở thủy gan, và nó sẽ mất cân bằng cái thành phần dịch mật. Và khi nó mất cân bằng cái thành phần dịch mật, nó làm đảo lộn cái quần thể ở trong lá gan của chúng ta, thì nó sẽ sinh ra sỏi gan mật đó. Và các anh chị có tin rằng là càng ăn nhiều thì chúng ta lại càng bị suy dinh dưỡng không? Câu này nói rất là nhiều người khó tin đúng không? Nhưng mà càng ăn nhiều và càng ăn quá đà thì càng làm giảm cái chất dinh dưỡng trong tế bào cơ thể và khiến cơ thể chúng ta nó bị đói. Đó, đói ở đây là đói tế bào các anh chị. Đó là lý do mà nhiều người mập mạp thì họ ăn rất là nhiều. Họ ăn rất là nhiều các anh chị. Và cơ thể chúng ta đói, tế bào chúng ta đói là đói những cái enzyme, những cái chất tươi sống, những cái chất tốt. Nó có lực chữa lành, tái tạo, phục hồi các tổn thương, vá lành các vết thương của các mô và tế bào. Nhưng mà cái thực phẩm mà những cái người béo
họ ăn á, đều là những cái thực phẩm nhân tạo, những cái thực phẩm tinh chế, không có cái lực chữa lành. Và họ ăn bao nhiêu thì cơ thể chúng ta, đường ruột chúng ta vắt kiệt cũng không thấy, tìm kiếm cũng không thấy, hoài cũng không thấy luôn. Thành ra cơ thể chúng ta nó phải tăng cái lượng đầu vào bằng việc là ăn nhiều lên. Đó là lý do mà những người béo họ luôn luôn muốn ăn vặt và ăn nhiều. Và cái việc mà ăn nhiều và bị béo á, chính là cái dấu hiệu bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng và mất cân bằng quá trình trao đổi chất. Chứ đừng nghĩ rằng là những người ăn béo là những người đủ chất đâu. Bởi vì thực phẩm chúng ta ăn nó dư thừa thì nó đều biến thành rác thải, biến thành mỡ, biến thành axit béo, nó tích khắp cơ thể. Và những người trông có vẻ béo, to con như vậy, thực ra họ ăn những cái thứ mà cơ thể quá thừa. Đó, là những cái calo rỗng vô bổ và nó thừa thì nó đều tạo thành những rác thải trong cơ thể chúng ta thôi. Và những cái người mà béo á, thì cho thấy là lá gan chúng ta hoạt động không hiệu quả và bị sỏi mật. Bởi vì sao? Cái vấn đề mà được gọi là chuyển đổi cái mỡ thừa và chất béo xấu á, đều thông qua lá gan của chúng ta. Đó là lý do mà nhiều người bây giờ uống nước lọc vẫn cảm thấy béo. Uống nước lọc vẫn không thể giảm được cân. Bởi vì cái chức năng của lá gan nó bị suy giảm rồi. Thành ra lá gan không thể chuyển đổi được những cái mỡ xấu, những cái chất béo xấu ở trong cơ thể chúng ta để mà tháo xuống đường ruột và đào thải ra ngoài. Đó là lý do mà nhiều người á, cho dù áp dụng rất là nhiều chế độ ăn, rồi là tập thể dục, nhưng mà cũng không thể đạt được hiệu quả cao trong việc giảm cân. Lý do ở đây chính là lá gan của họ bị suy giảm chức năng, và trong lá gan bị nhiều sỏi gan mật các anh chị. Người khỏe mạnh thực sự á, họ chỉ thèm ăn lúc đói, và họ ăn đúng bữa và chỉ muốn ăn thứ mà cơ thể họ cần thôi, để mà tiêu hóa, để mà sử dụng những cái chất đấy. Thành ra chúng ta thấy rằng là những cái người mà cơ thể khỏe mạnh á, đường ruột khỏe mạnh và thông suốt á, họ ăn đúng bữa và họ có ăn cần nhiều đâu. Họ ăn vừa đủ no thôi, và họ ăn những thứ mà cơ thể họ cần. Và tất cả những người khỏe mạnh có một cái đường ruột sạch đẹp, họ đều có cái thói quen giống nhau, đó là họ ăn đủ no, họ ăn những cái thứ mà cơ thể họ cần, đó là những cái thực phẩm tươi sống, tươi ngon. Họ ăn nhiều rau củ quả trái cây, ngũ cốc nguyên cám, và ăn nhiều cái thành phần thực phẩm tươi sống có nguồn gốc từ động vật. Khi mà chúng ta ăn quá no và cố nhồi nhét thì sao? Dạ dày nó đạt đỉnh điểm của sự rối loạn chức năng. Bởi vì dịch dạ dày không thể kết hợp tốt và hiệu quả khi chúng ta ăn quá no. Bởi vì khi chúng ta ăn quá no thì cái dạ dày chúng ta nó giãn nở và nó chứa đầy thức ăn. Dịch tiêu hóa ở dạ dày nó chỉ kết hợp tốt nhất khi cái dạ dày chúng ta rỗng 1/4 bao tử. Đó là lý do mà chúng ta cần phải ăn khoảng, ăn làm sao để cho cái bao tử chúng ta rỗng 1/3, 1/4 đến 1/3 các anh chị. Đó là lý do mà bí quyết dưỡng sinh để giúp chúng ta khỏe mạnh ở đây là chúng ta cần phải rời bàn ăn khi chúng ta vẫn còn cảm thấy đói. Chúng ta hãy cùng ghi nhớ cái câu này giúp cho Nam á. Hãy rời bàn ăn khi cơ thể chúng ta vẫn còn cảm thấy đói. Hãy ngưng ăn khi chúng ta vẫn còn cảm thấy ăn được thêm. Bởi vì cái quá trình mà ăn uống của chúng ta nó đều diễn ra khoảng 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là ăn để thỏa mãn cơn đói. Giai đoạn thứ hai là đủ no. Và giai đoạn thứ ba là ăn gắng ăn thêm. Các anh chị ạ. Mà cái giai đoạn từ ăn đủ no đến ăn gắng ăn thêm á, thì nó dao động khoảng 25 phút. Thì lúc đấy não của chúng ta nó mới nhận biết được cái tín hiệu từ đường ruột, nói rằng là tôi no rồi. Và lúc đấy thì đã quá muộn rồi các anh chị. Đã quá muộn. Đó là lý do mà sau nhiều năm cái dạ dày chúng ta nó giãn nở ra khủng khiếp. Chứ thực ra là cái dạ dày chúng ta nó chỉ bằng hai cái nắm tay úp lại thôi. Thành ra nó chỉ chứa được khoảng là một bát cơm là đẹp. Đó là lý do mà bây giờ Nam chỉ ăn khoảng một bát cơm mỗi một bữa ăn là Nam đã cảm thấy đủ no rồi các anh chị. Nhưng mà người Nam vẫn rất là cân đối, đúng không? Rất là cân đối. Vậy thì những cái người mà có thói quen ăn nhiều thì chắc chắn đường ruột bị suy giảm chức năng
Và một trong những cái nội tạng bị tổn thương nhiều nhất ở đây chính là lá gan của chúng ta. Thì cái bí quyết chữa lành ở đây là chúng ta cần phải làm sạch cho lá gan của chúng ta. Chúng ta phải tăng cường chức năng gan, chữa lành, làm sạch cho lá gan của chúng ta các anh chị. Và trong cơ thể chúng ta có một cơ quan diệu kỳ, phải nói là cực kỳ kỳ diệu các anh chị, đó là lá gan của chúng ta. Lá gan của chúng ta nhé, khi mà nó bị mất đi 25% thể tích á, thì nó có khả năng mọc lại các anh chị. Cái điều tuyệt vời của lá gan của chúng ta nó nằm ở chỗ đấy. Đặc biệt lá gan của chúng ta trừ trường hợp bị xơ gan quá nặng nhé, còn tất cả các vấn đề tổn thương về gan, nếu như chúng ta chữa lành, phục hồi, tăng cường chức năng cho nó, làm sạch cho nó, thì nó sẽ tự phục hồi bất chấp tuổi tác các anh chị. Mọi người thấy tuyệt vời không? Rất là tuyệt vời đúng không? Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ tiếp tục ăn nhiều như thế này thì không bao giờ lá gan của chúng ta được ngơi nghỉ, và cái sự chữa lành sẽ không bao giờ được diễn ra các anh chị. Ok em nào? Rồi, Nam vừa mới chia sẻ một ý đầu tiên thôi. Nếu như các anh chị mà thấy cái chương trình trong buổi tối ngày hôm nay thực sự có giá trị với chính bản thân mình, thì biết bao nhiêu người bên ngoài xã hội họ đang cần chương trình này. Thành ra mỗi một người hãy ủng hộ cho Nam Hà một nút chia sẻ thôi các anh chị. Hãy tặng cho Nam Hà một nút chia sẻ, và Nam Hà biết ơn tất cả quý anh chị rất là nhiều. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video của Nam Hà. Còn rất nhiều video giá trị tiếp theo, quý anh chị hãy click ngay trên màn hình ô bên trái hoặc bên phải để xem tiếp. Nam Hà xin chân thành cảm ơn.